Dù kính chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Sơn Đủ. Mình là Sơn đây. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được thấy những ảo ảnh cực kỳ khó hiểu mà các bạn phải nhìn đi nhìn lại các bạn mới hiểu ra nó là như thế nào. Có một câu hỏi dành cho chúng ta: con bọ sẽ xuất hiện ở đâu? Ây da, con bọ có phải xuất hiện ở góc trái góc phải đúng không? Lệch nhau này. Nhưng mà thật ra Hai con bọ này nó thẳng hàng với nhau các bạn ạ. Nhưng mà nhìn đây thì rõ ràng là nó lệch nhau đúng không? Nó lệch nhau mà. Ừ, nhưng mà cho hai mũi tên vào cái là thấy y chang, là đúng thực sự là cùng một hàng luôn, cùng một cột chứ. Bây giờ sẽ là một cái ảo ảnh khác này. Chắc chắn là cái này nhìn là con bọ ra đi vòng tròn rồi. Nhưng mà nó vẫn là trên một đường thẳng các bạn ạ. Cuối và đây là một cái cuối cùng. Rồi, cái này nhìn ra này, đây là con bọ nó đang nhấp lên tại chỗ. Đấy, cái này thì dễ nhìn rồi. Thì cái ý nghĩa của cái ảo ảnh này là gì? Nó cho chúng ta thấy rằng con người hay nhìn đồ vật, xác định vị trí của một vật theo những cái thứ xung quanh nó, chứ không phải là vị trí chính xác của nó các bạn ạ. Rõ ràng là hai con bọ này nó thẳng một cột với nhau, nhưng mà vì cái khung xanh xanh, cái cây xung quanh nó cứ di chuyển trái phải, khiến cho chúng ta tưởng rằng là hai con bọ này lệch nhau các bạn ạ. Trước khi chúng ta bước vào xem cái ảo ảnh mà liên quan đến cái chai nước này, mình có một điều muốn bật mí dành cho các bạn. Đó chính là xuyên suốt video này, từ bây giờ đến cuối video sẽ có một thứ thay đổi trong cái khung hình này của mình. Các bạn hãy nhớ là xem từ bây giờ thật kỹ đến cuối video, xem đến cuối video để xem là có cái gì thay đổi nha các bạn. Nếu mà các bạn nhận ra thì hãy bình luận bên dưới, bình luận ở phần bình luận nhá. Một cái chai nước đang có nước và mình đang nhìn xuyên qua cái vỏ chai. Cái phần nhãn này nhìn ở trên xuống thì nó lại bị gạch, có mấy cái đường gạch, nhưng mà nhìn ở góc này thì lại không có. Ủa là sao nhỉ? Ủa là sao? Cùng là một cái nhãn nhưng mà lại nhìn hai hướng thì lại ra hai kiểu khác nhau à? Với ảo ảnh này, các bạn hãy nhìn thật kỹ vào giữa chấm đen và sau vài giây để xem rằng có cái gì đấy thay đổi ở trong cái tấm hình này không ấy nhá. Thật tập trung nhá các bạn. Các bạn đã bị rickroll. Không hề hề một kẹo nào luôn. Vâng, mình cũng biết rằng là các bạn nhìn cái hình này, nhìn cái hình anh chàng ca sĩ Rick Astley này nhảy mà các bạn có thể nghe được từ cái tiếng nhạc không nữa. Chứ mình là có đấy, mình cũng tự rickroll bản thân rồi đấy. Đây cũng là một cái ảo ảnh khá là thú vị các bạn ạ. Ảo ảnh này liên quan từ thị giác đến cả thính giác của chúng ta. Khi nhìn vào cái tấm hình này, có rất nhiều người đã nghe thấy cái tiếng động khi mà cái cột điện kia kìa, nó rơi, nó đáp xuống đất, là nghe tự dưng cảm giác nghe thấy một cái tiếng uỳnh gì đấy. Các bạn nhìn đi, nếu bạn nào mà nghe được, cảm thấy được cái tiếng động phát ra từ cái tấm hình này, hãy bấm like cho video này nha. Còn nếu các bạn mà không nghe được cái tiếng uỳnh khi mà cái cột điện rơi xuống thì cứ bấm like luôn. Một chú chó đang có vẻ là ủa, tại sao mình lại nhìn thấy như kiểu chú chó này đi xuyên tường nhỉ? Ui, đúng không? Thấy rõ ràng là chú chó này. Ok, thật ra thì nhìn này thì chỉ biết là chú chó chỉ đi quanh cái chân của cái cô này thôi. Nhưng mà với cái bộ lông cực kỳ dày như này, y chang như là đầu chú chó đi xuyên qua tường thì còn gì nữa. Xong rồi đấy, đó. Đây là lý do mà tại sao chó không nên có bộ lông quá dày và người cũng không nên có bộ tóc quá dài. Vâng, mình cũng không hiểu tại sao hai cái thứ đấy nó có liên quan với nhau để mình nói ra nữa. Ảo ảnh tiếp theo sẽ là một ảo ảnh vô cùng thú vị. Các bạn sẽ được chứng kiến những cái đường thẳng, đường chéo các bạn hỏi, đường thẳng, đường chéo được tạo nên bởi màu đỏ và màu xanh lá cây, và nó sẽ đi theo chiều từ trên xuống dưới. Nó là như thế này đây. Nhưng chỉ cần có hai cái hình mũi tên đi từ trái qua phải là các bạn sẽ nhận ra rằng đây là những đường chéo màu vàng đang đi từ trái qua phải. Có thể ngay bây giờ các bạn thấy đã nhận ra rồi. Và đây, các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy những đường chéo màu vàng chưa? Và đến bây giờ thì các bạn có thể thay đổi liên tục, trên xuống dưới, trái qua phải đều có thể thay đổi được luôn các bạn ạ. Lại một lần nữa nhìn lại nhá. Đến bây giờ thì mình nghĩ rằng là khi mình đã tiết lộ ra rồi, các bạn có thể tự thay đổi, có thể thấy được trái qua phải những đường màu vàng trên xuống dưới đi rất chậm,
là những cái đường màu đỏ sẽ là cây, còn trái và phải lại chạy rất nhanh luôn. Đó, một ảo ảnh về màu sắc vô cùng thú vị luôn. Đây có lẽ là một cái ảo ảnh mà đã quá quen thuộc rồi đúng không? Ảo ảnh về một cô vũ công đang xoay tròn và không thể biết được là cô ấy đang xoay theo chiều nào, chiều thuận kim đồng hồ trái qua phải hay là ngược kim đồng hồ từ phải qua trái. Cái này là một cái bí ẩn mà rất nhiều năm nay mà người ta chưa có thể giải thích được. Đấy là góc nhìn của mình. Ờ, người ta biết được hay không mình không biết. Cái ảo ảnh vừa rồi là của một cái hình do máy tính tạo ra. Còn đây là ảo ảnh cũng tương tự như vậy nhưng mà được quay ở ngoài đời thật các bạn ạ. Các bạn đã nhìn thấy ở phía xa xa đang có một cái như kiểu cái vòng quay trò chơi mạo hiểm. Và các bạn đang thấy nó đang xoay theo chiều gì? Theo như mình đoán, các bạn đang thấy nó xoay theo chiều ngược kim đồng hồ đúng không? Kiểu vòng vòng ngược kim đồng hồ. Nhưng các bạn hãy nhìn thật là tập trung. Và có thể bằng một cách nào đấy, các bạn sẽ thấy nó quay theo chiều xuôi theo kim đồng hồ. Mình đã nhìn thấy nó xoay mình đã thấy nó xoay theo chiều kim đồng hồ rồi nhưng mà rất ngắn thôi. Nó lại xoay về ngược kim đồng hồ các bạn ạ. Mình sẽ bật lại video này và các bạn hãy nhìn thật tập trung vào cái đu quay này nhá. Và nếu các bạn có thể làm được nó xoay theo chiều kim đồng hồ, hãy bấm like cho video này. Còn nếu các bạn không thể làm được điều đó, hãy bấm dislike cho video này. Mình muốn xem tỷ lệ các bạn nào có khả năng xoay cái chiều quay của cái đu quay này bằng mắt của các bạn. Đây là một kỹ năng đấy, không nhiều người làm được chuyện này đâu nha. Tiếp tục là một ảo ảnh ở ngoài đời thật. Những con người này đang đi theo chiều từ trái qua phải ở trên những cái tầng của những cái cầu thang và họ đi đều đến mức độ mà chúng ta đang hình dung như là cả cái tòa nhà nó đang xoay. Wow, một thiết kế thực sự là tuyệt vời và nó đã vô tình tạo ra một cái ảo ảnh. Đấy, đây là cái tòa nhà đó đây. Rất là bình thường đúng không? Nhưng mà nếu có người đi thì nó lại như kiểu đang xoay tròn. Đây là một ảo ảnh mà thật sự là rất khó hiểu. Nếu các bạn nhìn qua cái tấm hình này, các bạn đang nghĩ rằng là tấm hình bên trái và tấm hình bên phải là hai tấm hình khác nhau đúng không? Tấm bên phải các bạn có hình cảm giác như là nó đang bị hơi bị nghiêng sang bên phải không? Nó hơi bị nghiêng ấy. Tức là cái góc chụp của cái tấm hình bên phải này nó khác với bên trái. Nhưng sự thật đây là hai tấm hình giống nhau. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đấy mà mắt của chúng ta nhìn được cái tấm hình bên phải nó lại bị hơi nghiêng sang bên phải, còn tấm bên trái lại bình thường. Để chứng minh cái chuyện là đây là hai tấm hình y chang nhau, mình sẽ cho các bạn thấy nhá, bằng việc đưa nó vào trong Photoshop. Đây là tấm hình mình đã đưa vào trong Photoshop rồi nha. Rồi, mình đã cắt tấm hình bên trái ra này. Đó, ok, hơi bị lệch một chút xíu nhưng mà thôi kệ đi ha. Lệch chút xíu thì cũng kệ đi, cũng không vấn đề lắm đâu, nó ở góc phần dưới thôi à. Rồi, và bây giờ nha, mình sẽ để cái hình bên trái này qua hình bên phải. Và tất nhiên là mình sẽ giảm bớt đây, mình sẽ giảm bớt một chút xíu cái gọi là cái độ hiển thị của nó đi. Mình sẽ dắt qua bên này. Và các bạn thấy không? Nó là một y chang nhau à. Nhìn đây tưởng rằng nó khác nhau, nhưng mà nếu mà lấy hình bên trái đắp qua bên phải thì thật sự nó là một, chuẩn chưa? Nó là một ảo ảnh mà nhìn vô cùng ảo. Đây là hình ảnh của một như kiểu là trái đất đang di chuyển trong vũ trụ và mặt trăng đang xoay quanh trái đất các bạn ạ. Và lại là một ảo ảnh nữa về sự xoay. Các bạn hãy nói cho mình biết cái mặt trăng đang xoay quanh trái đất theo chiều nào? Chiều kim đồng hồ hay là ngược kim đồng hồ? Từ trái qua phải hay là từ phải qua trái? Hiện giờ ấy, các bạn biết mình đang nhìn thế nào không? Nó đang trái qua phải qua trái qua phải qua trái qua phải qua trái. Nó cứ đi qua đi lại như vậy các bạn ạ. Chứ nó không có xoay quanh vòng tròn. Ok, ngay sau khi mình đã có đấy xong thì nó đang xoay quanh vòng tròn quanh trái đất, nhưng mà là theo chiều ngược kim đồng hồ. Ảo ảnh tiếp theo là một ảo ảnh về trái tim tự đập. Chỉ là một tấm hình tĩnh thôi, không hề hình động. Nhưng các bạn hãy nhìn vào hình này đi, nhìn thật kỹ đi.
Các bạn có cảm giác như là cái trái tim này nó đang cử động không? Và thậm chí nó còn cảm giác là nó như kiểu nó đang đập ấy. Nó thỉnh thoảng nó lại nở ra, nó to ra xong nó lại nhỏ lại, rồi nó lại to ra, nó lại nhỏ lại không? Hay là thậm chí nó còn di chuyển trái phải một tí xíu? Các bạn có nhận ra điều đấy không? Mình là mình nhìn thấy đấy. Một ảo ảnh về một chiếc mặt nạ. Và bên trong chiếc mặt nạ kia, các bạn đang thấy hình ảnh của một khuôn mặt, đúng không? Một khuôn mặt. Nhưng hãy nhìn kỹ lại đi, các bạn có nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ họ đang hôn nhau hay không? Nhìn đi nhá. Nếu các bạn nhìn ra, hãy bấm like cho video này. Và khi các bạn đã nhìn ra rồi, thì lúc này mắt của các bạn khi nhìn vào cái tấm hình này, nó sẽ tự động chuyển qua chuyển lại giữa hình của một khuôn mặt và hình của hai người đang hôn nhau. Một ảo ảnh nữa về màu sắc. Hãy nhìn cách mà các hình này nó biến đổi. Các bạn có thể thấy rằng là đầu tiên sẽ có hai hình nó có màu, và sau đó sẽ là bốn hình không có màu. Đấy, mỗi lần hiện ra hai hình. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta, hãy nhìn thật tập trung vào cái chấm tròn màu đen ở giữa hình này, và các bạn sẽ dần dần thấy những hình không có màu nó sẽ có màu. Nhìn cùng mình nhá. Mình sẽ để hình này hiển thị trên màn hình trong khoảng tầm 30 giây. Và nếu các bạn nhìn ra nó có màu, hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Hãy nhìn thật tập trung vào chấm đen nha các bạn. Vâng, chỉ cần nhìn được bây giờ thôi là mình đã thấy nó có màu rồi này. Đầu tiên là cái hình hai hình có màu đầu tiên ấy, nó là màu xanh, xanh bên phải. Ồ, cái hình mà giống kiểu cái phi tiêu á, phi tiêu bốn cánh mà nó chéo chéo ấy, nó đường chéo thì nó sẽ là màu xanh. Còn phi tiêu mà hình dấu cộng bình thường ấy, nó là màu hơi hồng hồng đỏ đỏ các bạn ạ. Wow, nếu các bạn mà nhìn được ra giống như mình thì hãy bình luận bên dưới và cho video này một like nha. Đây là một ảo ảnh cực kỳ kỳ lạ, và nó được đặt tên là ảo ảnh tia nắng mặt trời. Hãy nhìn vào hình này và hãy cho mình biết các bạn có thấy những cái tia nắng không? Những cái tia sáng nó đi ra từ tâm, từ cái tâm này này, và nó đi chéo bắn ra xung quanh không? Các bạn có nhìn ra không? Mình nghĩ rằng tỷ lệ rất lớn là các bạn có thấy. Nhưng các bạn ạ, trong cái hình này, nếu các bạn nhìn thật tập trung vào từng cái phần nhỏ của hình, các bạn sẽ không hề thấy có một tia nắng hay là tia sáng nào phát ra cả. Nhưng mà khi các bạn nhìn toàn thể, nhìn tập trung toàn thể, các bạn lại thấy là có rất nhiều tia nó đang chéo đang phát ra. Thì lý do tại sao nó lại có ảo ảnh này thì mình cũng không hiểu nữa. Ảo ảnh tiếp theo là ảo ảnh về những dòng chữ tự cử động. Đây chỉ là một tấm bình tĩnh, nhưng mà khá chắc chắn rằng là các bạn đang thấy những cái chữ ECVP nó đang uốn lượn. Đừng có nói dối với mình là các bạn không thấy nha. Ảo ảnh này được đặt tên là mạng lưới tự phục hồi. Ở phía phần rìa của cái lưới kẻ caro này, các bạn thấy rằng là những cái hình nó kiểu cái lưới nó bị đứt ấy, nó không có nối liền với nhau. Nhưng mà ở phần giữa thì nó lại là những cái lưới rất là lành lặn, rất là vuông vức, không hề bị sao cả. Thì ảo ảnh này nó hoạt động như thế nào? Các bạn hãy nhìn thật tập trung vào khoảng giữa của cái mạng lưới này, thì dần dần các bạn sẽ thấy toàn bộ mạng lưới này nó sẽ tỏa dần ra xung quanh và nó sẽ hồi phục hết. Nó sẽ lại là một cái mạng lưới rất là bình thường, rất là vuông vức, chứ không bị phá hỏng như là cái ban đầu. Hãy cùng mình nhìn vào tập trung ở giữa nhá. Vâng các bạn ạ, chỉ cần nhìn trong vòng có khoảng tầm 5 đến 6 giây thôi là mình đã thấy là toàn bộ cái mạng lưới này nó đã là mạng lưới bình thường rồi. Không hề có một cái dấu hiệu gì là bị đứt vỡ gãy như là ban đầu nữa luôn ấy. Ảo ảnh này được đặt tên là đến gần hơn với mặt trời. Các bạn hãy nhìn cái ảo ảnh này và hãy thay đổi cái khoảng cách của các bạn với cái tấm hình này. Nếu các bạn càng đi xa xa thì các bạn cảm thấy như là cái hào quang trắng trắng của cái tấm hình này ấy, nó lại nhỏ lại. Nhưng nếu các bạn đi gần vào, các bạn nhìn gần vào cái tấm hình này hơn, thì cái hào quang nó lại tương ngược lại, nó lại tỏa rộng ra, đi gần tới mặt bạn hơn. Được. Giải thích như thế nào thì mình cũng chịu thôi. Đoạn video sắp tới các bạn sẽ được xem cái phần hình tròn, khung hình tròn này này, nó cái cảnh vật ở bên trong nó sẽ xoay theo ngược chiều kim đồng hồ. Còn cái khung cảnh ở bên ngoài bao quanh cái hình tròn này
nó sẽ xoay lúc thì theo kim đồng hồ, lúc thì lại ngược kim đồng hồ. Các bạn trong lúc xem hãy để ý và hãy quan sát xem cái khung tròn bên trong này, các bạn thấy nó xoay nó có mượt không, hay là thỉnh thoảng nó lại bị khựng một tí rồi nó lại xoay tiếp. Hãy để ý cái yếu tố đó và xem video này nhé. Vâng, nếu các bạn đã chứng kiến cái vòng tròn bên trong, nó lúc thì nó xoay nhanh, lúc thì nó khựng lại một tí, rồi nó xoay chậm, rồi lại khựng lại, rồi xoay nhanh, rồi lại khựng lại, rồi xoay chậm ấy, thì các bạn ạ, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Các bạn hãy tua ngược lại một chút xíu, xem lại cái video đó. Nhưng hãy làm thế nào đấy mà lấy tay các bạn ạ, cuộn hình tròn này này, để che cái màn hình lại, chỉ đủ cho các bạn nhìn thấy được cái khung cảnh ở trong cái vòng tròn mà thôi. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái vòng tròn đấy luôn xoay theo một tốc độ nhất định các bạn ạ. Ảo ảnh tiếp theo sẽ là ở dạng video. Và ở trong video này, nhiệm vụ của các bạn là hãy để ý thật kỹ cái hình chữ nhật bên này và hình chữ nhật bên này, để xem rằng là cái sự chớp nháy của hai hình chữ nhật này nó có đồng đều với nhau hay không nhá. Chắc chắn có lúc các bạn đã thấy rằng hai hình chữ nhật đấy nó có lúc nó chớp nháy cùng nhau, rất đều nhau, nhưng có lúc nó lại chớp nháy luân phiên nhau, đúng không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc hai hình chữ nhật vây quanh nó lên xuống hay nó dài ra, hay là nó tách ra, hay là nó đi gần lại thôi. Vâng, ảo ảnh này mình cũng không biết giải thích làm sao hết. Ảo ảnh tiếp theo nó sẽ được quyết định bởi tâm trí của các bạn. Các bạn muốn nó như thế nào nó sẽ ra như vậy. Đầu tiên hãy cùng quan sát cái hình ảnh nó sẽ cử động lên xuống này này, nhìn nha. Nó là một đống hình pixel, nó đang lên xuống đúng không? Và các bạn rõ ràng là các bạn thấy là nó lên xuống hết cả trong toàn bộ thời gian của nó đúng không? Nhưng không các bạn ạ, không phải đâu. Chỉ có vài khoảng đầu là nó lên xuống thôi, còn lại tất cả phần phía sau là nó đi ngẫu nhiên. Để chứng minh chuyện đó, các bạn ở trong đoạn tiếp theo, các bạn hãy nghĩ trong đầu phải trái, phải trái, phải trái nha. Và các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ trên hình nó sẽ đi theo cái cách của bạn nghĩ. Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Chuẩn chưa? Bây giờ nghĩ nhá. Lên xuống, lên xuống, lên xuống. Nghĩ này. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Hai cái đoạn vừa rồi nó là một, nó giống y chang nhau. Nhưng mà chỉ cần các bạn suy nghĩ là nó di chuyển theo hướng nào thì nó sẽ đi theo hướng đấy thôi. Nếu các bạn không tin, bây giờ các bạn tua ngược lại video này một chút xíu, xem lại cái đoạn hình ảnh vừa rồi. Các bạn nghĩ theo đủ kiểu lên xuống trái phải gì, nó sẽ đi theo y chang như bạn nghĩ luôn. Ảo ảnh tiếp theo sẽ là một ảo ảnh mà các bạn có thể làm được tại nhà với bất kỳ một cái vật, một cái ống hình trụ nào đấy. Rất tiêu biểu đây chính là một cuộn giấy vệ sinh. Và ảo ảnh này nó như thế nào? Để cuộn giấy này ở một bên mắt, và các bạn hãy mở cả hai mắt nhé. Làm sao đó các bạn nhìn vào trong một cái bức tường, một cái bức tường ở đấy nó màu nó sáng sáng một tí, màu trắng hay màu xanh được cái tùy. Tập trung sẽ có một ảo ảnh xảy ra, đó chính là các bạn sẽ cảm thấy như là cái mắt mà các bạn đang nhìn qua cái ống ấy, cái ống nó sẽ từ từ nó sẽ biến mất, và nó sẽ chỉ còn lại cùng lắm ấy là có một tầm như kiểu cái đường tròn, cái vành rìa ngoài hình tròn mà thôi. Và cái phần bức tường mà các bạn nhìn qua cái ống này này, nó sẽ có màu sáng hơn là cái phần mà các bạn nhìn bằng mắt còn lại. Các mắt các bạn nhìn qua cái ống sẽ thấy chi tiết nó rõ hơn và nó đẹp hơn rất nhiều luôn. Nếu mà các bạn chưa hiểu lắm thì các bạn cứ cầm một cái ống hình trụ lên mà nhìn qua đi là các bạn sẽ hiểu à. Nếu các bạn chưa hiểu nữa thì các bạn tua lại để nghe mình giải thích lại nhá. Có thể là mình giải thích hơi khó hiểu một tẹo, nhưng mà nó là như vậy đấy. Và ảo ảnh cuối cùng trong video này
Thật ra nó cũng không phải là ảo ảnh đâu, nó chỉ là một cái câu đố để cho kiểm tra xem các bạn có tập trung xem video này không thôi à. Thì như mình đã đặt ra ở phần gần đầu video, sẽ có một thứ ở trong khung hình này nó đã thay đổi dần dần. Thì đến bây giờ không biết các bạn đã nhận ra chưa? Nếu các bạn đã nhận ra rồi á thì hãy bấm dừng video này lại và bình luận bên dưới. Còn nếu các bạn mà chưa nhận ra hoặc là các bạn không thể quan tâm đến câu hỏi đấy ấy, thì mình cũng đi trả lời luôn. Thứ đã thay đổi trong xuyên suốt video này ở trong khung hình này đó chính là bộ râu của mình các bạn ạ, bộ ria này. Nếu các bạn không tin á, các bạn hãy nhìn đây, đây là mặt mình đã rất là láng mịn rồi, không hề có râu ria gì hết. Hãy tua ngược lại video đi, các bạn sẽ thấy. Ok, nếu các bạn đã nhận ra điều đó rồi thì xin chúc mừng các bạn là một người rất là tập trung và các bạn có thể tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay. Chứ mình cũng không biết là bây giờ tặng cho bạn cái gì nữa. Không biết tặng cái gì bây giờ. Không hề hề một kẹo nào luôn. Ok, video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sơn Đù và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.